Vâng, sau cạm bẫy em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác. Thì hôm nay bên shop em lại rất chi là nhiều những cái mẫu cạm bán nguyệt để em chuẩn bị gửi đi cho các bác. Thì với cái mẫu cạm này thì có các bác gọi là cạm bán nguyệt, có bác thì gọi là cái cạm mặt trăng. Nhưng mà cái cạm này là cạm đa năng, cạm dùng để cho các bác đánh cò, đánh chuột, đánh diệc, vô cùng là hiệu quả đấy các bác nhé. Nhất là các bác nhà lông, với các bác nhà lông mà đi đánh chuột thì chắc các bác nào cũng biết những cái mẫu cạm này. Thì đây là có hai cỡ các bác ạ, đây là một loại cỡ to và đây là một loại cỡ nhỡ. Thực ra nó có 3 loại nhưng mà bên em sẽ cung cấp cho các bác là hai loại nhé, một loại nhỡ và một loại to. Còn một loại bé nữa thì nó bé hơn hẳn, dùng để cho các bác đi đánh chim. Nhưng với cái cỡ nhỡ này thì các bác cũng có thể đánh chim được, bởi vì cái kia nó nhỏ hơn hẳn ý. Đấy, thì đây là cái cỡ đại, cỡ to nhất này các bác nhé. Với những cái mẫu cạm này thì rất chi là rẻ, em sẽ nói giá luôn để các bác tiện tham khảo. Cái to này là 8.000 đồng một cái này các bác này. Còn cái cỡ nhỡ này là 7.000 đồng một cái. Em cũng nói về kích thước để các bác được tham khảo. Kích thước của cái to này thì là 19/16. Còn cái nhỏ này là 16/12. Còn nhỡ nữa, nhỏ nữa thì nó là 14/10. Nhưng mà đây nó là cỡ nhỡ nha các bác nhé, 16/12 và 19/16. Với giá là 7.000 đồng một chục cái nhỏ, 8.000 đồng, 80.000 đồng một chục cái to, 70.000 đồng một chục cái nhỏ. Và em sẽ bao ship với tất cả các bác mà mua 50 chiếc giờ lên. Em sẽ trả tiền ship cho các bác tới tận nhà các bác với giá là 7.000 với 8.000 nha các bác nhé. Thì khi các bác mà xem được cái video này của em cũng mong là các bác xem thật kỹ, xem hết video để tham khảo những cái mẫu cạm này trước khi đặt hàng. Bởi vì có bác đặt hàng xong ấy thì không nhận, thật sự là rất chi là mất công của em. Mất công mà em còn mất tiền cơ, mất tiền gửi, tiền ship cơ. Bởi vì bên em bán hàng là em ship toàn quốc. Và rất tin tưởng các bác là các bác mua là không phải đặt một đồng tiền nào cả. Em sẽ trả tiền, em sẽ đóng gói và gửi đi cho các bác nhận được hàng mới phải trả tiền. Thế cho nên là các bác xem kỹ trước tất cả những cái sản phẩm khi đặt hàng của bên em nhé. Bởi vì cái sản phẩm này nó rẻ như thế em không được bao nhiêu tiền cả. Thế cho nên là các bác cân nhắc kỹ trước khi đặt những cái sản phẩm này để cho mình. Và em sẽ nói về cái công dụng của chiếc cạm này. Với các bác miền Tây, các bác Kiên Giang, các bác đánh cò rất chi là nhiều, nó vô cùng là hiệu quả với cái cỡ mẫu cạm bán nguyệt này. Đấy. Đây là cái cỡ nhỡ này các bác này. Cách dùng của nó rất chi là dễ. Với cái cạm không như thế này thì về các bác có thể đánh chuột nhé. Các bác cắm mồi vào đây này. Đấy. Rất nhiều video đã đi đánh chuột để các bác xem rồi. Cắm mồi vào đây là để đánh chuột nhé. Còn các bác mà có thể làm bàn đĩa thì các bác đi đánh cò, đánh diệc này. Bàn đĩa thì bằng những cái tấm lưới như thế này. Đây. Nếu như các bác mà tiện mà muốn mua những cái tấm lưới này ấy, thì bên em sẽ cắt gửi luôn đi cho các bác nhé. Nhưng mà em sẽ không làm được. Bởi vì em làm thì các bác, nhiều bác không ưng ý. Đấy, đã nhìn trước là rất nhiều video là em cũng làm cái này gửi cho các bác rồi. Nhưng mà các bác không ưng ý. Thì các bác có thể mua thêm cái tấm này. Đấy. Em bán cho các bác ví dụ như là 10.000, 10.000 hoặc 20.000 rất chi là rẻ, về các bác có thể làm được mấy chục cái. Đấy, bởi vì cái cạm này nó rẻ rồi thì các bác có thể mua thêm một tấm lưới để các bác làm nhé. Và dây để buộc này, cái cách sử dụng rất chi là dễ, em hướng dẫn một chút tới các bác mà đang tham khảo để dùng. Nếu mà các bác đi đánh cò đánh chuột nha, các bác buộc cái dây thép vào như thế này này, bởi vì cái cạm này cái độ lẩy của nó rất chi là cao. Thế các bác mà không buộc vào thì ví dụ như nó kẹp vào chân con thú ấy, mà nó cắp mấy cái cạm để đi thì rất chi là phí. Cho nên là buộc dây. Buộc dây thì buộc vào dây thép này cho nó không lộ để đi đánh cò, đánh chuột này, nó không lộ này. Đấy. Và cái cách để dương cái cạm này rất chi là dễ nhá. Đây cạm bé. Cạm bé thì em có thể làm được, nhưng cạm to rất chi là lặng, nó khó, cạm to nó khỏe. Với cái cạm nhỏ này các bác nhá, em xem có một bác trong miền Nam ấy, các bác đi đánh chim hút run được rất chi là nhiều, hiệu quả cực luôn. Đây là cái mẫu cạm bé và giá thì lại rẻ. Đây nhá, gài vào đây này các bác này. Đấy. Nếu mà khi mà trước khi gài các bác phải cắm mồi trước nhá, bởi vì nó lẩy vào tay đau lắm. Đây này. Và khi mà thử thì phải cho cái này nó vào sâu bên trong nhá. Nếu mà khi đánh thật thì mới đặt mớm ra ngoài. Bởi vì cái này nó rất chi là nguy hiểm, có thể sập ngay mà nó lẩy rất chi là cao. Đây là cái cỡ nhỏ nha các bác nhá. Cỡ nhỏ 16/12 đây này. Dùng các bác đánh cò, đánh chim, đánh chuột vô cùng là hiệu quả. Đấy, giá thì rất chi là rẻ. Các bác có thể lấy 1, 20 cái, 30 cái thì các bác sẽ mất tiền ship là mấy chục nghìn nữa. Các bác lấy bao nhiêu em cũng ship, kể cả các bác lấy 10 cái nhá, em cũng ship gửi cho các bác.
miễn sao là các bác cần bao nhiêu và các bác định đánh bao nhiêu để cho nó hiệu quả nhất. Lưới đây, các bác cần lưới thì alo em cả lưới, em sẽ gửi lưới cho các bác. Còn đây là cái mẫu cỡ to đây các bác này, em sẽ bỏ mẫu cỡ to vào để các bác xem nhé. Đây các bác này, cỡ to. Cỡ to này thì nó khỏe lắm, cứng. Mỗi một bó như này là 10 cái. Đây, đây là cỡ to này các bác này. Cái mẫu cỡ to nó rất chi là khỏe mà chắc. Đây, tại cái lò xo, các bác nhìn này, hai bên hai cái lò xo rất chi là chắc chắn. Đấy. Cái này thì nó nặng hơn, rất chi là chắc đây các bác này. Em phải lấy hết sức để bẻ xuống. Đây nha các bác nhá. Đấy, vẫn sử dụng như cái cỡ nhỏ đây kia, vẫn như cái sử dụng như cái nhỏ như thế này này các bác này, rất chi là dễ. Và các bác cũng buộc dây vào trước khi đi đánh nhá, để làm sao mà khi nó lẩy nó sẽ không bắn đi mất, rất chi là tiếc. Thì các bác nhìn cái cò của bên em không, đây là cò giả đây các bác này. Đấy, bên em cung cấp cả cò mồi này để cho các bác đi đánh cò. Thế các bác mà cần cái gì thì cứ alo trực tiếp đến bên em nhé. Shop em là shop phụ kiện săn bẫy ạ. Và các bác có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0865692498. Kết bạn Zalo số đấy với em nhé, để đặt hàng và xem trước tất cả những cái sản phẩm mà các bác đang muốn đặt. Đây là cái cỡ lớn này các bác này. Số lượng thì rất chi là nhiều, giá thì lúc nào là rẻ nhất luôn. Rất chi là nhiều, cạn thì hàng chuẩn nhé. Em bán hàng bằng hình ảnh video, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ y như thế này, không khác một tí nào cả. Đấy, cho nên các bác yên tâm khi đặt tất cả những cái sản phẩm của bên em. Vâng, em chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Các bác quan tâm thì đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông nhé, để mỗi lần em làm video các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về những cái sản phẩm của bên em. Vâng, chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.